Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari không phải là một cuốn sách xa lạ. Cuốn sách này là một trong những ấn phẩm kinh điển của thế giới về đề tài truyền cảm hứng, theo đuổi lý tưởng sống và hướng về một cuộc sống hạnh phúc. Nếu bạn muốn cuộc sống của bạn cân bằng, phong phú và nhiều niềm vui hơn, thì hãy ghi nhớ những điều sau. Nếu cuộc đời anh thiếu một điều gì đó, thì nguyên nhân là anh đã thiếu sự suy nghĩ về nó. Điều tạo nên sự khác biệt giữa những người có thói quen lạc quan và những người khốn khổ là cách họ xử lý các tình huống trong cuộc sống. Tình huống tối tăm nhất cũng có những mặt sáng nếu chúng ta đủ can đảm để tìm kiếm. Cách duy nhất để cải thiện ngày mai là biết rõ những gì mình đã làm sai trong hôm nay. Khi những chiếc mạng nhện kết lại với nhau, chúng có thể trói cả con sư tử. Đừng lãng phí dù chỉ một phút của cuộc đời này. Hãy luôn trong tâm thế của người sắp chết.